Trong Kinh Thánh, tha thứ tội lỗi được diễn tả qua nhiều từ khác nhau, như quét sạch tội lỗi, xóa đi tội lỗi, lấy đi tội lỗi, xá giải tội lỗi. Có người thường giơ tay chỉ về lỗi lầm của những người khác, trong khi lại dễ dàng nương thứ cho bản thân mình. Vì thế, dựa theo Kinh Thánh, hành trình trần thế của Đức Giê-xu là hành trình diễn tả tình yêu và sự tha thứ của Ngài đối với con người. Trong Kinh Tân Ước, cuốn Phúc Âm Luca, chương 7, từ câu 36 đến câu 50, có ghi lại câu chuyện về người phụ nữ tội lỗi đã được tha thứ và đã yêu mến Chúa nhiều. Một ngày kia, có người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giê-xu đến nhà dùng bữa với mình. Một người phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, bà biết rằng Chúa Giê-xu đang ăn ở nhà người Pharisêu. Bà muốn làm một điều gì đặc biệt cho Chúa. Bà đem theo mình một bình bạch ngọc đựng đầy dầu thơm, sau đó quỳ xuống rửa chân cho Ngài bằng nước mắt của mình. Khi nước mắt bà đã tưới ướt chân Chúa, bà lấy tóc mình lau khô, hôn lên chân Ngài và lấy dầu thơm mà đổ lên. Chứng kiến những việc đó, người Pharisêu vốn biết rằng người đàn bà này đã làm nhiều điều sai, nên nghĩ rằng Chúa Giê-xu không nên để cho người đàn bà chạm đến Ngài. Ông ta thầm nghĩ, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Chúa Giê-xu biết người Pha-ri-sêu ấy nghĩ gì, Ngài lên tiếng bảo, này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Một chủ nợ kia có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, một người 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều nợ hơn. Nghe vậy, Đức Giê-xu phán, ông xét đúng lắm. Rồi Ngài quay lại phía người phụ nữ, tiếp tục nói với ông Simon. Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi. Còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bấy giờ, những người cùng bàn với Ngài liền nghĩ bụng, ông này là ai mà lại tha được tội? Nhưng Đức Giê-xu nói với người phụ nữ rằng, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Chúa Giê-xu ngay từ đầu đã thấu tỏ sự đoán xét của người Pha-ri-sêu, nhưng Ngài không bắt đầu với một lời trách. Qua việc kể dụ ngôn, Đức Giê-xu để người Pha-ri-sêu hiểu rằng ông ấy xét đúng câu chuyện nhưng lại xét sai những con người. Nhiều người sống trong đời thường giống người Pha-ri-sêu, họ chỉ nhìn người khác bằng sự đoán xét, trong khi bản thân có tấm lòng lạnh lùng đối với Đức Chúa. Chúa Giê-xu kêu gọi mọi người có sự ăn năn và bày tỏ lòng yêu mến với Ngài theo một cách rõ ràng. Người đàn bà trong câu chuyện trên đã bất kể các quy ước xã hội và cái nhìn khinh miệt của mọi người để tìm đến với Đức Giê-xu. Bà sẵn sàng tiến đến bên Chúa bằng cử chỉ thú nhận tội lỗi công khai, bày tỏ sự quý mến, lòng biết ơn và tôn kính mà không một ai đã bày tỏ với Ngài trước đó. Và Đức Giê-xu đã chấp nhận hành động thờ phụng này vì biết rằng nó đến từ tấm lòng đức tin.